Xin chào tất cả mọi người, mình chính là Phong Cận TV đây. Và mình chính là tên độc tài, độc ác cực kỳ của Hero Team. Thì các bạn có thấy đằng sau lưng của mình chính là gì không? Đó chính là Garmin Hound của Hero Team đó. Và hôm nay mình sẽ làm một phi vụ đánh bom khủng bố Hero Team. Ok, thôi không nói dài dòng nữa. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Thì ok các bạn nhìn đây, đây chính là Garmin Hound của Hero Team nè các bạn ơi. Đó, màu xanh dương của mình nè, màu vàng của Dịch nè, màu tím màu hồng của Timmy nè, đó, màu xanh lá cây của Camui nè, và màu xanh dương lợt của Simmy nè, màu xám của Sammy nè, còn màu đỏ là của Kairon nè, màu đen là của anh Siro nè. Đó, thấy không? Đầy đủ gọi là từng căn phòng của Hero Team luôn. Đó, 8 thành viên đầy đủ luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trò chon nha anh em. Đó, mà chon cái gì đây? Có rất là nhiều bạn bảo mình rằng: anh ơi, anh hãy thử chon các thành viên của Hero Team tiếp tục đi. Có rất là nhiều bạn thích những cái màn chon của mình, cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm chon nha anh em. Đó, thì những bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm những video về chon Hero Team á, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình đó nha. Đó, ok. Và cái màn chon chúng ta lần này là gì nào? Thì đây các bạn xem nha. Đầu tiên nè, mình sẽ vào trong gọi là phần công cụ nè. Đó, rồi mình sẽ lấy cho mình mấy cái quả bom. Đây, mấy quả bom với lại là hộp quạt. Đó, thì bây giờ các bạn biết mình sẽ chon như thế nào không? Mình sẽ đi xuống cái tầng của mình, mình đặt bom xung quanh đây. Đó, đặt tùm lum bom đây luôn. Đó, sau khi đặt bom đầy ở bên dưới đây luôn thì mình sẽ leo lên nhà, leo lên cái phòng của anh Dịch nè, leo lên trên cái phòng của Timmy nè, leo lên phòng của Camui nè, mình kiếm coi có ai có trong Garmin Hound không, mình sẽ tống tiền người ta. Đó, mình sẽ kêu là: bây giờ mấy người có đưa tiền cho tôi không? Mấy người không đưa tiền thì tôi sẽ kích hoạt quả bom và quả bom sẽ phát nổ và toàn bộ người trong Garmin Hound sẽ bị gọi là bay lên trời hết luôn. Đó, ghê không, ghê không, ghê không? Bảo đảm rằng là anh Dịch thế nào cũng sợ là sợ luôn, mà cái này đâu phải mình Dịch đâu, bất cứ ai mà nghe cũng sẽ thấy sợ luôn các bạn ơi. Đó, thì cái này chỉ là màn chon thôi nha mấy bạn, yên tâm nha, cái này chỉ là chon thôi. Và các bạn nên nhớ là cái này chỉ là một cái trò đùa thôi nha mấy bạn, đừng có làm thiệt nha, làm thiệt nguy hiểm đó nha các bạn. Đó, rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chon Hero Team hay nào anh em ơi, let's go. Rồi ok, để mình xem coi, đầu tiên mình sẽ đặt bom ở trong đi, ở bên trong Garmin Hound trước đi nha. Rồi bây giờ mình có cái cục khói sao chép nè. Đầu tiên á, mình chỉ cần đặt cái khói này ra, sau đó mình để quả bom lên nè, thấy không? Rồi sau đó mình đặt cái khói này vô đây. Đó, thấy không? Là nó sẽ kín đây là bom luôn bạn coi nè. Đó, trong đây là coi như là đây là bom hết luôn anh em ơi. Đó, quá trời bom luôn. Quá đỉnh luôn đúng không? Đó, mình sẽ lắp lại. Rồi ok. Sau đó là mình sẽ lắp ở bên ngoài hành lang luôn. Rồi mình sẽ lắp bom. À, trong đây hình như là cái thang máy này đúng không? À, cái thang máy đúng không? Mình sẽ lắp trong thang máy luôn. Đó, đặt cái này vào đây. Rồi. Lắp thang máy lại luôn. Ok. Rồi, xong. Bây giờ là trong đây chứa đầy bom nè, lắp ở chỗ này lại luôn. Rồi. Hành lang nè, mình sẽ lắp bom vô luôn cho nó đầy luôn. Đó, lắp bom nè. Đó, một nùi bom luôn các bạn ơi. Ok. Rồi bây giờ tới lượt bên ngoài đây, mình cũng sẽ lắp bom ngoài đây luôn. Đó, đập này ra. Rồi, ok các bạn ơi, bạn nhìn nè. Đó, quá trời TNT luôn. Trời ơi là trời, một nùi TNT nằm ở bên dưới chân của Garmin Hound luôn các bạn ơi. Đó, bên đây cũng có nè, thấy không? Bên đây cũng có nè. Rồi đằng sau lưng cũng có luôn nè anh em ơi. Đó, mình chỉ cần đặt ở bên dưới cái chân của Garmin Hound thôi, sau đó mình chỉ cần đốt lên cái thì nguyên cái Garmin Hound này sẽ bay lên trời luôn các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lên trên từng phòng của các thành viên của Hero Team để coi có ai trong Garmin Hound không nha. Bảo đảm có người thì người ta sẽ sợ ơi là sợ luôn, gặp anh Dịch cho ổng đái ra quần luôn các bạn. Ok, trời ơi, dịch tè bậy luôn, khi mà Dịch thấy đóng TNT chắc Dịch tè bậy luôn quá. Ok, rồi để mình xem coi. Dịch ơi, Dịch, ủa chị Camui. Hello Phong. Ủa chị Camui ơi, anh Dịch đâu rồi, sao tự nhiên không có anh Dịch trong đây mà chị ở trong phòng của anh Dịch vậy? À, Vịt hôm nay nhờ chị trông coi phòng cho Vịt nè. Nãy Vịt bảo đi mua cái gì mà kẹo rồi bánh gì để tổ chức Hero Team bữa tiệc gì gì á. Ủa cái gì tổ chức tiệc gì của Hero Team mà không rủ em vậy? Ủa, à vậy có nghĩa là Dịch đi mua bánh á, Dịch đi vắng rồi phải không? À đúng rồi, chị đang trong hồ nè. À, mấy bạn ơi mình nói bạn nghe nè, trời ơi mình chỉ sợ ông Dịch á, Dịch là trưởng team cho nên mình chỉ sợ một mình Dịch thôi, còn chị Camui á, chị Camui nướp lắm, chị Camui không biết gì đâu, mình bảo đảm mà mình sẽ chon chị Camui được nha các bạn xem nè. À, chị Camui ơi. Hả? À? Em nói chị nghe này nè, chị đi ra ngoài đây với em nè, đây ngoài đây có gì đâu trời. Nè, chị thấy hôm nay trời đẹp không? Đẹp, trời ơi ông mặt trời soi sáng khắp mọi nơi nè. Đẹp á là đẹp luôn đúng không, chị nhìn xuống dưới đất coi đẹp không? Cái đầu xanh cái gì vậy? Trời ơi, quá trời TNT luôn kìa. Ui, ghê không? Phong, trời ơi, đập đi nhanh, không bây giờ nó mà nổ, chứ không đập được. Cái gì vậy?
Ôi đập không. Cái gì mà đập, chị ơi là không. Chị cái này là TNT do em tự đặt ra mà sao đập được hả? Hả hả gì mà được hả? Thì em đang làm gì? Hôm nay xin thông báo với chị, em đã đóng vai là một tên khủng bố. Nếu như mà chị không đưa tiền cho em thì em sẽ ngay lập tức đốt cái Garmin House này. Cái phòng của em, phòng tầng dưới là phòng của em đó. Ủa rồi sao giờ em châm lửa em đốt cái là cả cái Garmin House này bay lên trời luôn. Bây giờ chị có tên không? Chị có kim cương hay là có tiền gì mau mau đưa hết cho em nhanh lên. Thôi là em đốt đây nè, đừng có đốt trời em thôi, em thôi đây nè đó. Đâu coi. Chị có thấy thôi. Ủa cái gì sao có củ cà rốt vậy? Người ta không có cà rốt thôi ba. Trời là trời, đáng lẽ là chị phải đưa em kim cương chứ. Củ cà rốt hả? Ok rồi em xuống em châm lửa. Có một khối kim cương. Ủa gì kỳ vậy? Sao chị Camui nghèo quá vậy? Chị Camui chỉ có được một khối kim cương với lại một củ cà rốt thôi hả? Người ta là núp má ơi. Thôi đi mệt quá. Chị Camui nghèo quá không có tiền, đi. Thì đập hết đi trời đất ơi. Không có đập vậy đó, em còn khủng bố hơn một người nữa. Chị đi. Oh my god. À, bye bye chị nha. Đừng bye có bye nha. Yên tâm đi, trời ơi, cùng lắm thì cái Garmin House này banh chành thôi, có gì đâu, chị về nhà để em thay cho chị đó. Rồi ok bạn ơi. Mình đã được một viên kim cương của chị Camui nè. Bây giờ mình sẽ lên trên phòng tiếp theo coi có ai trên phòng không nha. Hôm nay mình cho mọi người vui quá anh em ơi. Nhưng mà anh em yên tâm nha, là kim cương này một tí nữa mình sẽ quay trở lại về á, mình trả lại cho chị Camui nha, mình sẽ không lấy đâu. Cái này là kim cương của chị Camui mà chị mình chỉ đang cho chị Camui thôi nha. Ok rồi, đi thôi nào. Lên trên phòng tiếp theo coi. Hai, trời là trời. Sao mà không thấy ai ở trong Garmin House nữa vậy ta? Ui, dịch nè, dịch đây, dịch. Bà trốn đâu ta? Ủa gì dịch, dịch đây. À hello Phong. Ủa dịch đây, anh đang kiếm ai vậy? Ủa hồi nãy em thấy chị Camui ở bên dưới phòng của anh mà. Sao tiên giờ anh lại ở trên phòng của chị Camui vậy? Kiếm con Camui cà rốt à. Hôm bữa là nó chơi gọi là bản tu xì với anh á. Anh thắng nó hai ván liền xong rồi nó bùng ăn mất mấy chục củ cà rốt rồi. Ủa cái gì? Ủa à, vậy có nghĩa là hôm nay anh vào đây anh siết nợ hả? Chiếc nợ luôn này, từ nãy giờ chiếc đâu được cái gì đâu, mỗi cái bàn máy tính. Trời ơi là trời, thôi chị Camui nướp lắm. Anh chơi quảnh tù xì với chị Camui. Chị Camui thua là đúng rồi. Nhưng mà thôi, nói chung á là hôm nay em có cái này vui lắm nè. Anh đi theo em ra ngoài đây. Gì vui? Đây. Dù tính dù này lâu quá gì. Anh nhìn nè, hôm nay bầu trời đẹp không anh? Trời đẹp. Đẹp hả? Ok, anh nhìn xuống dưới đất coi anh thấy đất đẹp không anh? Đất đẹp. Ai? Sao chơi mất kỳ vậy? Hả? Đánh bom khủng bố hay gì? Đúng rồi, đánh bom khủng bố chứ còn gì nữa. Anh có tiền hay không? Vô giao cho em, nếu không em sẽ đánh bom bể nát cái Garmin House này. Trời ơi, mệt quá. Á đồ, chấn lột tại chỗ luôn, á đồ. Đúng rồi, ghê không? Hôm nay là em bỏ làm YouTuber, em chuyển qua làm khủng bố. Ôi, trong cơn phê là anh là Phong Cận TV, còn tỉnh cơn lũ thì anh là chú khủng bố. Cái gì, bây giờ là anh có giao tiền hay không? Hay là bây giờ em kích hoạt là nổ Garmin House nha? Không được, em mới kích hoạt nổ cái chung cư này, em biết xây bao nhiêu công trời. Trời ơi, cãi anh chứ. Bây giờ anh có bao nhiêu kim cương giao hết cho em. Nếu không thì em sẽ kích hoạt, khỏi tức quá kích hoạt luôn à. Tên không? Tao, Mr. Dịch, không đặng em thằng nào. Một mình tao. Ai cứ cười cả mấy. Trời ơi, tưởng ghê lắm, hóa ra vẫn phải giao kim cương cho em. Trời ơi là trời. Tưởng là dịch ghê lắm. Dịch mà không giao kim cương cho em ha, em châm lửa cái là dịch biến hành dịch quay luôn, dịch hiểu không? Đây chỉ là một cái hành động gọi là vì bảo vệ môi trường, bảo vệ anh em thôi. Trời ơi, không cần, trời ơi, tao siết nhà Camui xong tao siết nhà mày. Trời còn lâu mới siết được. Bây giờ anh thử anh siết nợ em đi. Em đốt lửa cái là banh Garmin House luôn. Ôi mấy bạn ơi, sao tiên mình thấy ông dịch ổng bình thường quá ta. Ổng không sợ chút nào luôn á. Chắc ổng là trưởng team cho nên ổng không sợ. Thôi kệ ổng đi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm người tiếp theo. Cho anh dịch chán quá. Dịch này gọi là không có gì vui cả. Bực quá. Cũng không có ai luôn các bạn ơi. Ui phòng của Rô nè. Ui mình thấy Rô kìa bạn ơi. Rô đang ngồi ở trong cái máy tính kìa. Hình như là Rô đang chơi game hay gì đó. Ok rồi, vô cho anh Rô luôn. Hello mày Rô. Ở phòng cần. Mày ở phòng mày chết mày ơi con mày. Mày hả mày? Cái gì vậy Rô? Tắt máy. Ủa vậy Rô, anh đang chơi vậy. Game gì bạo lực vậy? Không vậy, anh đang chơi một số con game vậy chứ là nè. Thôi được rồi, không sao. Trời ơi phòng anh đẹp quá ha. Trời ơi anh mà anh trang trí mà em thấy không? Rồi bê nguyên mày cũng Timmy lên đây luôn. Ôi phòng anh cái bộ đẹp ghê luôn á. Mấy bạn ơi, phòng của anh Rô coi bộ là mình có thể cho anh là mạnh tay hơn nè, mình trấn lột lấy hết đồ của Rô luôn. Ok. Rô ơi, anh đi theo em ra ngoài đây đi Rô. Ra ngoài đây. Nghe à? Anh nhìn thấy trời đẹp không anh?
Thôi trời ngày nào nó cũng có một màu vậy, mày hỏi tao trời đẹp không? Đẹp quá ha. Vậy thôi à, trời không đẹp thì thôi. Anh nhìn xuống dưới đất coi anh thấy đất đẹp không anh? Trời đất mà giờ mày cũng kêu đất đẹp hay không nữa. Cái gì vậy? Anh thấy gì bên dưới không? Mấy cục tròn tròn kìa, anh thấy gì bên dưới không? Ôi anh nào chơi bất dạy thiên thơm đi đặt TNT dưới cái bên nào vậy? Đúng rồi, đây chính là TNT đó. Trời ơi, em là người đã đặt TNT đó. Bây giờ anh có bao nhiêu kim cương giao hết cho em đi không? Em sẽ làm phát nổ Gaming House. Yeah. Mày đang đe dọa trấn lột tao đúng không? Ok, được rồi, anh không tin đúng không? Để em tí, từ để tí nè. Ok, giờ giao không? Giao không? Có giao không? Hay là em đặt đi đây nha anh? Chết kiệt cục với mày, mày chơi mày đặt TNT. Thôi được rồi, riêng về phần của Rô á thì em sẽ không lấy cái gì cả, không lấy tiền của anh. Nhưng mà em sẽ lấy đồ trong nhà anh, em lấy đồ hết. Lấy luôn thùng DC, lấy luôn cái bàn. Ôi Phong ơi. Gì? Cho em xin đi trời. Kim cương đi, kim cương không thiếu. Mấy cái đồ là mấy cái hàng là li mít tịch. Anh mua lại không có được cái kim cương. Thôi trời ơi, xin cái nút bạc luôn nè, xin bức tranh luôn. Kim cương ơi, cho Phong ơi, kim cương ơi. Kim cương cái gì mà kim cương, thôi em không lấy đâu. Em lấy đồ trong nhà thôi, lấy hết thùng tủ đồ nè. Búp bê đồ lấy hết. Tao bán dịch. Mát đi, liu mát đi. Ok rồi, mình sẽ lấy luôn. Ôi, có bộ chơi game luôn nè, lấy luôn máy chơi game luôn. Lấy luôn tivi luôn, trời ơi trời, lấy hết luôn. Về phòng ổng không còn gì luôn. Rồi lấy luôn cái ghế luôn. Ok bạn ơi, đây. Mấy bạn ơi, hôm nay cho anh vui ghê luôn anh em. Hôm nay mình cho anh được Camui nè, cho anh được Dịch nè, và cho anh được Rô nè các bạn ơi. Mà Rô là mắc cười nhất luôn. Anh Rô anh tức quá, anh chạy đi, anh khóc nhè luôn các bạn ơi. Ok được rồi. Và mấy bạn thấy thích video của mình không nào? Nếu như mấy bạn thích video này và muốn mình làm thêm những video cho anh tiếp theo, các bạn đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Trời ơi trời, hôm nay cho anh vui ơi là vui luôn trời. Bye bye.